Tin điện tử của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 6 thì kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đã đạt 1,83 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017. Về thị trường xuất khẩu, trong 5 tháng đầu năm, mặt hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường chính đều có kim ngạch tăng khá, trong đó dẫn đầu là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 18%, tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 50,9 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14%. Tại các thị trường như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017. Trang tin tức Trung Quốc sáng nay có đưa tin công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam VNPay và tổ chức thẻ quốc tế UnionPay International chính thức ký kết hợp tác thanh toán bằng QR code ngày 20 tháng 6. Theo đó, thì trước tháng 10 năm nay, 30.000 điểm chấp nhận thanh toán bằng QR code sẽ được mở. Việt Nam đang xây dựng một xã hội không dùng tiền mặt. Và theo kế hoạch, đến năm 2020, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt giảm xuống dưới 10%. Trang tin quan điểm của Nga đưa tin, ngay trong tháng 6 này, thì cơ quan quản lý chất lượng nông sản của Liên bang Nga đã nhận được hai phản hồi chính thức từ Việt Nam và Indonesia về việc những lô hàng ngũ cốc nhập khẩu từ Nga bị lẫn nấm và cỏ dại. Đây là hai loại thực vật mà đối với phía Nga thì không cần phải kiểm dịch, nhưng với hệ thống kiểm dịch của Việt Nam và Indonesia thì cần thiết. Phía Nga hiện đang tiến hành kiểm tra lại phản hồi này và sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam và Indonesia để làm rõ. Báo điện tử VN Media sáng nay đưa tin, tờ US News của Mỹ đã bình chọn Việt Nam đứng thứ 43 trên 50 quốc gia hàng đầu cho hành trình phiêu lưu khám phá. US News đã tập hợp một danh sách 50 quốc gia hàng đầu cho các hành trình phiêu lưu khám phá và hỏi ý kiến của 21.000 người về những quốc gia mà họ nhận thấy là thân thiện, vui vẻ, khí hậu dễ chịu, cảnh quan tuyệt vời và mang lại cảm giác thu hút đối với họ. Đây là 5 đặc tính mang lại nhiều khả năng cho một hành trình du lịch mạo hiểm. Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này và xếp ở vị trí thứ 43 trên 50 quốc gia. US News mô tả Việt Nam là một quốc gia đông dân cư và có sự phát triển nhanh chóng với khoảng 1/3 dân số sống ở các thành phố nhộn nhịp.